ATM Lucky, Lucky Meal, Mix Group đồng hành cùng chương trình. Chính phủ đề xuất 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế. Internet Expo 2021 kết nối với thị trường EU. Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu chè sang Đài Loan. Sầu riêng Việt Nam đắt hàng tại Australia. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ, được upload lần đầu vào 19 giờ 30 phút hàng ngày trên các nền tảng của Invest TV và tôi là biên tập viên ảo Mai Phương của Invest TV. Sáng ngày 16 tháng 9, tại chương trình phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Dự thảo nêu rõ 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế, với tổng giá trị khoảng 21.300 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với đề xuất tại tờ trình số 289/TTR/CB. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương, với tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 99,5 ha. Khu vực lập quy hoạch được định hướng là khu dân cư sinh thái hiện đại kiểu đô thị, đồng thời là quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của nhân dân quanh vùng, khách du lịch và quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu khu du lịch Hồ Brand, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/2000. Đây là loại quy hoạch để lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, giao thông, các sơ đồ hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. Công ty cổ phần tập đoàn Crypto Bay tài trợ lập quy hoạch. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 1.000 ha, thuộc phường 3, phường 10 và phường 11. Việc quy hoạch khu du lịch Hồ Brand được xác định gắn với bảo tồn, phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng. EU là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ. Bên cạnh những tiềm năng hấp dẫn,
Thị trường châu Âu lại là một thị trường khắt khe bởi những tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và hàng rào kỹ thuật. Tiếp nối những thành công của sự kiện ra mắt với thị trường châu Á-Thái Bình Dương trong tuần vừa qua, ngày 18 tháng 9, IEX Group tiếp tục tổ chức sự kiện ra mắt Internet Expo với thị trường châu Âu, đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Đối với Liên minh châu Âu thì rõ ràng nếu như họ tham dự những hội chợ triển lãm như thế này, thì cái việc mà tiếp cận với các doanh nghiệp trong nước cũng như các nước khác tham dự trong sự kiện này là một cách dễ dàng, tài liệu đầy đủ thông tin. Và thứ hai, chúng tôi là một cái cây cầu nối không chỉ dừng lại tại Internet Expo, mà phía sau sự kiện nếu như các doanh nghiệp mong muốn được kết nối và hiểu sâu hơn thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái phiên hội thảo để làm sao giúp cho doanh nghiệp kết nối cách dễ dàng. Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt kết nối giao thương không biên giới, sự kiện đã thu hút đông đảo khách mời là doanh nhân và đối tác đến từ các nước trong khu vực. Ngay trong buổi ra mắt này, nhiều cam kết hợp tác đã được các doanh nghiệp trong khu vực xác nhận với ban tổ chức Internet Expo 2021. Đây cũng là một trong chuỗi sự kiện của Internet Expo 2021 diễn ra vào 3 ngày cuối tháng 10 tới đây. Sự kiện sẽ là cầu nối giao thương cho doanh nghiệp Việt tiến gần hơn và đứng vững trên thị trường EU. Thực tế hỗn hợp hay còn gọi là Mixer là sự hợp nhất của thế giới thực và thế giới ảo để tạo ra môi trường mới, trực quan hóa nơi các vật thể và kỹ thuật số cùng tồn tại, tương tác trong thời gian thực. Một không gian mạng đôi khi được định nghĩa là một thực tế ảo được nối mạng. Thực tế mô phỏng là một thực tế ảo giả định thực sự nhập vai như thực tế, cho phép trải nghiệm sống động như thật hoặc thậm chí là vĩnh cửu ảo. Công nghệ pha trộn thực tế ảo nó tương tự như A, tuy nhiên không chỉ đơn điệu với các hình ảnh đồ họa hay văn bản trên nền thực tế, công nghệ này tập trung vào các hệ thống, mang tính liên kết để tạo ra một môi trường xung quanh đầy những tiện ích như sử dụng Microsoft HoloLens để kết nối mọi nội dung đa phương tiện và cũng có thể kết hợp giải trí. Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Ngoại thương Đài Loan, BOFT, 8 tháng đầu năm 2021, Đài Loan đã nhập trên 22.170 tấn chè từ 32 đối tác trên toàn thế giới. Trong đó, 53,29% là chè Việt Nam. Về giá trị xuất khẩu, chè Việt sang Đài Loan đạt 18,55 triệu đô la Mỹ, chiếm 30,59% tổng kim ngạch chè nước này nhập khẩu. Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, hàng chất lượng được cam kết đổi trả nên 7 tấn sầu riêng Ri6 đã được công ty Butter Ocel xuất sang Australia dưới dạng đông lạnh nguyên quả. Công ty này đang lên đơn hàng nhập khẩu thêm 200 tấn sầu riêng nữa để đáp ứng yêu cầu của các nhà phân phối. Trước đây tiêu dùng sầu riêng đông lạnh tại Australia, phần lớn nhập từ Thái Lan và Malaysia. Tuy nhiên, đến nay, sầu riêng Việt Nam đang được Australia ưa chuộng và cạnh tranh mạnh hơn ở thị trường này. Theo báo cáo tài chính bán niên của công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai vào ngày 14 tháng 9, tính đến cuối tháng 6, công ty lỗ lũy kế hơn 842 tỷ đồng. Tổng nợ hiện trên 5.600 tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.800 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang xây dựng phương án cấu trúc toàn diện tình hình tài chính và lên kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, kiểm soát chặt chi phí để đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch. Công ty cũng muốn đẩy nhanh tiến độ pháp lý các dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió để tìm kiếm đối tác huy động vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án chậm nhất vào cuối năm 2023 để có tiền tất toán nợ quá hạn. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thu hồi công nợ và đàm phán với ngân hàng để cơ cấu nợ gốc, miễn giảm lãi. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn MIC Group Việt Nam, công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn For Việt. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập a@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.